Hồi ơi nó bung mít nè. Mày còn thấy không? Thấy không? Thấy gớm không? Ốc vẫn phát triển. Bà con nhìn cái mày. Mê không? Số bà con nào chuẩn bị nuôi mà gặp cảnh này thì ham nghe bà con. Người nông dân Tây mến chào bà con. Đó, thì hôm nay quay lại với cái mô hình nuôi ốc bươu đen của em. Thì em sẽ chia sẻ cho bà con mình cái nuôi ốc bươu đen á bà con. Thế nào là để cho nó bóng đẹp và như thế nào thì nó sẽ bị đóng gông. Đó. Thì như bà con thấy đây là em nuôi với cái mô hình thao lan. Bèo tay tượng là phủ dày mặt nước ao. Đó. Thì nuôi với cái mô hình như thế này á thì bà con thấy nè. Để em dịch dạch cho bà con coi. Đó con. Thì ốc mình nó bóng đẹp. Là nó không có bị tình trạng đóng gông. Ồ nó buồn. Hồi ôi cái bè đóng gông. Nó còn thấy không? Mình nuôi với cái bèo tay tượng nó dày không con? Thì ốc mình nó bóng đẹp luôn. Nó không có bị đóng gông. Ốc cái này nó chuẩn bị vô mùa đẻ nha bà con. Nó đang đẻ và nó đang bắt cặp nè. Hồi ôi nó bung mít nè. Mày còn thấy không? Ốc mình nè. Bóng đẹp không? Đó. Thì tại sao em nói nuôi mà ốc với cái mật độ mà cái bèo tay tượng mình thả dày mặt nước ao của con thì ốc nó lại khỏe bóng đẹp như thế này. Thì bèo tay tượng nó dày á, nó che mát đi cái nguồn nước của mình thì ốc nó lúc nào nó cũng bóng đẹp chân á. Còn để em cho bà con mình coi nuôi như thế nào để nó bị ốc bị đóng gông là như thế nào nè bà con. Cái mương này nè bà con, thì đợt hổm em có quay cho bà con mình tham khảo đó, thì em mới thả bèo tay tượng này thôi nên nó mới nở ra đang phát triển. Còn cái số ốc này nè, số em thả trước đó bà con, thì nó phát triển đợt trước á thì ốc nó sẽ đóng gông nè, là cái lúc mà bèo mình nó chưa có nở đó bà con. Thấy không? Thấy gớm không? Ốc vẫn phát triển. Bà con nhìn cái mài vỏ ốc nè. Nó mỏng nè, là ốc mình đang phát triển. Nhưng mà nuôi với cái môi trường như thế này á, thì ốc nó không được đẹp nha bà con. Ốc bị đóng gông. Mình thả như nào mát mát đây. Của em cái vuông ốc của em bữa nay quá cỏ rồi, chưa phát nữa. Để cho bà con mình biết, để mình hỏi sao mà khi nào mình nuôi ốc mà nó hay bị đóng gông. Đó. Thì bà con mình thường nuôi ốc ngoài trời bà con, không có thủy sinh á, dày mặt nước ao á, thì ốc nó sẽ bị đóng gông thôi. Nhưng mà cái nào nó cũng có mặt lợi và mặt hại. Nếu bà con mình nuôi mà cái khoảng trống mình nhiều á thì mình dễ thu hoạch nè, thứ nhất. Thứ hai nữa là mình dễ quan sát ốc mình lắm. Ốc bên đây thì lúc nào nó cũng bóng đẹp chứ á. Ốc con từ ốc con tới ốc lớn nè. Không. Ốc là chuẩn bị chuẩn bị đẻ chân nè con. Mang trứng vô tới đây rồi. Ốc bữa nay của em. Để bà con mình khi bà con mình mới nuôi á thì thấy mình ốc mình nó phát triển á, nhưng mà nó hơi bị đóng gông nên bà con mình thấy ốc của người khác á nó bóng đẹp rồi mình không biết lý do tại sao đó. Thì hôm nay em giải đáp cho bà con mình luôn. Nếu bà con mình nuôi với cái môi trường mà có bèo tay tượng dày như thế này nè đó, thì ốc nó sẽ bóng đẹp nè, nhưng mà cái lúc nào thì nó cũng có mặt lợi và mặt hại của nó nha bà con. Ôi ốc bên này quá khứ rồi. Em lấy mớp này nè, em cắt ra đừng em ngăn lại. Để mình dễ cho ăn, dễ quản lý thôi.
Còn mà ốc mà mình nuôi, cái này là bèo của em nó mới dày thôi, chứ lúc trước thì bèo nó chưa có dày. Ốc bên đây lúc nào nó cũng bị đóng rong thôi. Anh giới cho con coi nè, nó giấc này nó bu dưới á, chỗ nào mà có ốc, ốc vẫn phát triển tốt luôn, nhưng mà bị đóng rong nha. Có con đóng rong nặng luôn. Là những mấy con em nói đây nè, con này đóng rong nặng luôn nè con. Mình nuôi với cái môi trường mà trống quá, trống trải quá đó, thì ốc mình nó mới bị đóng rong là như thế. Này bữa hổm thì em mới dọn cái mương này em thả được số rồi, cái đợt nào đợt sau thì nó sẽ hạn chế bị đóng rong, còn cái số đợt trước đó bà con thì nó bị đóng rong hơi nặng đó. Trời quá khứ cái này bà con ơi, ốc bên đây thì bao đẹp bóng đẹp luôn. Nhờ con dạch miếng mít này ra cái nữa nè. Mê không? Số bà con nào chuẩn bị nuôi mà gặp cảnh này thì ham nghe bà con. Quá khứ. Thì bà con nào có dự định nuôi ốc bu đen, có dự định nuôi con, mua con giống hoặc trứng ốc á, thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0339 739 390 gặp Tiến. Thì bà con nào có nhu cầu mà cải tạo ao hay gì đó chưa biết á, thì bà con mình cứ liên hệ cho em. Em biết nhiều em sẽ hỗ trợ cho bà con nhiều để mình nuôi ốc cho nó hiệu quả thôi bà con ơi. Cái khâu ban đầu bà con nó quan trọng lắm. Nếu mà mình cải tạo ao tốt, mình trồng thủy sinh tốt thì mình nuôi ốc nó hiệu quả hơn thôi. Quá khứ này. Coi khúc này ham không bà con? Thì bà con nào có nhu cầu mua con giống hoặc trứng ốc đó, thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0339 739 390 gặp Tiến. Đó. Thì vòng vòng đây thì có mô hình nuôi ốc của em. Rồi, thì hôm nay em có một số chia sẻ cho bà con mình nhiêu thôi. Đó, để bà con mình biết thêm nuôi như thế nào để ốc bóng đẹp, như thế nào thì ốc nó sẽ bị đóng rong nha bà con. Rồi, mến chào bà con nha. Chúc bà con một ngày tốt lành.